Mở đầu video ngày hôm nay là clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông đang đi qua một ngôi nhà ven đường. Người đàn ông bất ngờ bị hai con chó tấn công. Thay vì hoảng sợ bỏ chạy sẽ khiến hai con chó đuổi theo và có thể gây ra nguy hiểm, người đàn ông quyết định đứng lại làm các động tác như múa quyền để hù dọa lại. Thấy hai con chó dữ tấn công lao về phía mình, người đàn ông đã dừng lại múa quyền khiến các con vật hoảng sợ chạy vào nhà. Kỹ năng có hạn nhưng độ chơi ngôn thì anh là số 2, thì không ai dám làm số 1 luôn. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Su cà na xí muội, lẽ ra cũng không bị lập biên bản đâu mấy chú ạ. À, mà tại các chú nên các đồng chí quân triều đình mới ngã. Người ta rất là tự ái nên không phạt cũng phải phạt thôi. Trường hợp này gọi là trong cái rủi có cái xui, chứ chuyện xui rủi ai muốn đâu mấy bà ơi. Trượt về bước thương mơ, rồi anh cứ như đắp mơ. Thôi ngày nào vẫn hoang sơn, ai kia a đủ, thu đi để lại lá vàng. Xe đi đâu mà để lại bánh bơ vơ một mình thế này? Cũng may là ông anh kia nhanh trí, chứ mà nó hút mẹ vào ai thì lại ối sổ ôi luôn. Hôm rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm không còn gì buồn nồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm ức. Em đành quên cả sao em. Ước mơ được bơi lội trong lòng thành phố đã không còn là điều phi thực tế nữa rồi các bác à. Nhìn như này có phải là đỡ ùn tắc giao thông biết bao nhiêu không? Được của nó đấy ông anh. Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê em. Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao mỗi lần đi máy bay cái vali của tôi toàn kiểu lúc đi hết mình, lúc về hết hồn rồi. Chắc em ấy đã phải chịu đựng một cú sốc tâm lý lắm, làm phát muốn mất mẹ trí nhớ luôn. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình. Khi bạn dựng lều nhưng lại quên xem ngày. Đấy, không phải tự nhiên mà người ta bảo có thờ có thiên, có kiên có lành đâu à nha. Trò chơi phù hợp để chơi với đứa mình ghét. Không thể hứa sẽ cho mày một cuộc đời nở hoa, nhưng đích thì chắc chắn sẽ có. Đúng là không có cái dạy nào như cái dạy nào. Kiểu này chắc tối về khỏi ngồi bà nói luôn. Vị trí nhạy cảm mà nở lòng nào sát thương thế đây. Đi bơi nhưng không quên mất mình là chủ tịch. Thì ra mày chọn cái chết. Cho mày chết. Chết mày chưa? Ai kêu mày ngựa? Bớt tạo nén lại nha anh trai. Khi bạn gái của bạn đam mê làm khổ la, có gì là khó đâu nào. Em đã muốn thì anh chịu ngay. Được rồi, vào tư thế đi nha. À đủ, nhìn cũng giống thật các bác ạ. À, đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Nhiều khi không muốn than thân trách phận đâu, nhưng cuộc đời cứ mang đến những tình huống như cái quần què. Bố mày chưa chữa thề là mai. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn. Em ơi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên. Người đàn bà lực điền ngoài đời thật là đây sao? Đúng kiểu tới ô tô mà em còn đẩy bằng tay không. Anh thì là cái gì chứ? Ông nào chồng bà chị này chắc về nhà phải một dạ hai thưa, cơm bưng nước rót thì mới toàn mạng các bác ạ. Bật chế độ bay lên, 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 bay lên, bật chế độ bay lên, bật chế độ bay lên, bay lên, bật chế độ bay lên, bật chế độ bay lên, bật chế độ bay lên. Tài năng của những kẻ ngu là làm những người thông minh phải ức chế. Bà nói chứ, mình là muốn lội cả cơm mà nó đi một đường vậy đó.
phải tôi thì tôi lại đấm cho mấy nhé. Đi vào phải con, đi vào phải tao lấy mày gả đó. Người thành công luôn có lối đi riêng, đúng là đại gia. Ba cái iPhone là mũi ấy mà. Chị mà thích thì chị mua hẳn chục cái làm nguyên bộ đồ gia dụng luôn. Cả năm trời mới gặp được đứa bạn thân nên biểu cảm hơi ô dề. Chưa kịp tấu hài với bạn đã tấu hài cho nguyên đám. Kiếm cái quần đổi luôn đi cho đỡ nhục, chứ như này ai mà chịu nổi. Đi viện chữa bệnh mà đi kiểu này chắc từ đâu chân chuyển sang hấp hối luôn. Đúng kiểu chữa lợn lành thành lợn què. Còn lợn què mà vào đây thì chuyển sang giai đoạn hết thuốc chữa luôn. Mất niềm tin vào cuộc sống thật sự. Ủa, alo, cái gì đây? Đây là đâu? Tôi là ai? Đi đường mà dừng cái rột vậy mà xem được đó hả? Đây mà đi nhanh là hôn mốt đích rồi đấy nhá. Làm ăn cái kiểu này là chết con người ta. Á à đù, ảo thật sự. Tưởng mỗi Tesla là có cánh thôi. Không ngờ em này bay không cần cánh luôn mới chất. Cỡ này thì chở chủ xe bay mẹ lên sao hỏa luôn chứ đùa. Có việc gì khó, chỉ sợ mình không muốn làm. Mấy đứa lừa rồi hay đổ lỗi tại hoàn cảnh thì nhìn đây mà học hỏi. Nắng cháy cả mỡ thì anh đây vẫn cứ là ok. Ai đẹp, người đẹp. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.